Rồi, tức là bây giờ sau một lần chữa thì bây giờ anh kể là chuyện bắt đầu từ đầu, và bây giờ sau khi điều trị qua một ngày cái kết quả như vậy thì cái tình hình bây giờ là sao, để nói cho tôi thấy đi xăng xăng vậy đó. Thì bây giờ để trước khi em nói cái đó, như ngày hôm qua anh Kiên cũng có nói là sau những quá trình mà bị đó đó, thuốc tây cũng có gọi nhưng mà không có em rai thôi. Thì mấy cái lần cuối cùng mới là chăm cú. Thì như Kiên ngày qua nói á, em chăm bị phỏng thì nhờ thầy lợi cứu này là cây dính phỏng. Rồi. Nhưng mà nó sau khi chăm xong nó đau mà nó bị giật giật. Thì trước đó là em coi thầy tức là 3-4 tháng, cái hiện tượng đau nó không có đâu. Sau trước đây 2 tháng đó, thì mỗi ngày nó nhiều mà nó nhiều nhất là bắt đầu 2 tháng này trở lại. Thì lúc đó anh quản quá thì làm đủ thứ hết. Có đi chụp rồi chưa em rai thôi. Đi mấy bác sĩ người ta cho uống thuốc cũng 10 ngày sau đó 20 ngày. Mà sau càng ngày nó càng tệ hơn. Và em mới coi là cái clip của thầy á. Em hơi sao mộ quá. Nhưng mà một cái điều may mắn của em á, là khi em điện lên đây á, là nói có thầy ở trong này. Thì hôm đó em lại, thì thật sự mà nói em lại em tính làm đỡ đỡ rằng em dắt xe bên kia em đi từ từ sau những cái ngày mình học mình tập mình làm tiếp. Nhưng mà hên bữa đó sau thầy làm một phát một cái, hồi xưa em không, em là một người bình thường á, và sau đó 2 tháng xe em thấy cái chuyện mà cái thắng của mình nó thắng hoài là như em tưởng tượng như cả năm nữa. Nhưng mà sau khi mà thầy bỏ cái đó ra rồi, em không ngờ mình em trở lại bình thường cách nhanh chóng vậy đó. Em nghĩ là cái chuyện này nó, em coi phim của thầy á, em coi clip của thầy trong YouTube thầy á, thì em nghĩ đó là cái phim thôi, cái mức độ nhiều khi tin tưởng ở nằm một cái mức độ thôi. Nhiều khi là làm kỹ thuật phim rồi, là ảo thuật chút xíu. Nó là một cách chân tình là tin, nhưng mà cũng hy vọng, nhưng mà ở một cái tầm nữa thôi. Nhưng mà sau này chính em là một cái người bệnh nhân, thì em nghĩ á, đó là một cái điều mà di diệu mà em hãnh diện. Rồi một điều nữa là khi em mới em hết em coi lại cái video clip mà thầy trị cho nước ngoài có cái bài gì mà to đó, thì thật sự bây giờ á, trong cái niềm hãnh diện á, thầy là người Việt Nam, thầy qua nước ngoài thầy trị, thì em có một cái niềm kiêu hãnh nằm trọng luôn. Không nói, không phải nói để quảng bá, nhưng mà thầy làm những cái chuyện mà trị bệnh với thầy nó có cái tính chất khoa học, nó gần gũi lắm. Chứ nó không phải như là cái như em có coi cái thầy gì đó thì thầy chỉ trị bệnh thôi. Nhưng mà thầy đi quảng bá từng những cái cách dạy để cho tụi em biết rằng em bệnh tại sao bệnh, mà bệnh cái gì. Đó, thành ra khi mà gặp thầy rồi á thì em mới thấy ngoài cái đó thầy cho tụi em một cái kiến thức gì đó. Đúng để rồi. Cho mình biết là mình đang bệnh mà bệnh cái gì. Đúng rồi. Mà cái phòng bằng cách nào. Đúng rồi. Thì qua bên dì ở dưới Kiên nói thì em cũng có thêm một cái kiến thức nữa. Đúng rồi. Cái đó là tôi rất cảm ơn vì anh nói cái điều đó. Cho nên đó là cái viện này tại sao mà mình á là nhiều người trách là không nhận chữa bệnh, mà ở đây mình không có nhận chữa bệnh. Đúng rồi. Mà đúng rồi. Mình là hướng dẫn cho mọi người, vì cái đó mới là quan trọng. Và mọi người nhớ nè, cái việc mà của chúng tôi làm là chuyện ai cũng làm được, không có gì mà thần thánh mà cũng hay ho vậy đó. Là tại vì chẳng qua là quen, là làm riết quen thôi. Cũng như tôi nói ở đây là cái trường hợp anh em tên gì? Kim á. Đây, anh Kim là ở Úc nè. Anh chưa có hề gặp mặt được tôi. Anh coi lên video clip thôi, rồi anh học, anh giúp cho những người bạn mà xung quanh của anh á là đã có hiệu quả rồi. Rồi anh có phát biểu vài lời thôi cho mọi người thấy cho phấn khởi. Thế thì phải nói là phải hô đi ạ, tôi là người Việt Nam. Nè, đúng rồi. Đúng không ạ? Tôi phải là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam chính thống luôn. Là Việt Nam luôn. Tôi là người Việt Nam. Rồi bên Kim. Lần đầu tiên em thấy trên clip của thầy, em nói đâu phải là magic, đâu phải thần thánh mà hay gì. Hay dữ vậy? Ghép phim. Đúng. Chính xác là ghép phim. Thì ai cũng làm được. Thì học
lốm dày thử để xem, em kêu bạn bệnh tới em chữa thử, hay quá, nó bớt mỏi thiệt không, nó thiết là tiếp tục làm thì hết bệnh và em mới tin. Thì em theo dõi một năm nay rồi, em nói vậy là phải về, chưa có xua, phải về chính tay chính mắt thấy rõ ràng da thịt đàng hoàng thì lúc đó là thật sự là tin và phải là khâm phục. Rồi, cảm ơn em. Đấy, và đi học về để giúp cho bà con cộng đồng mình ở kế bên mình. Và bây giờ tôi hỏi câu cuối cùng đó thôi. Dạ. Tức là ngày hôm qua mà trước khi tôi được chữa, anh có chạy được không? Dạ, cái khả năng em chưa chạy thì em nghĩ nó chạy một cách bình thường luôn. Không, trước đó, trước khi chữa, tại vì là khi mà đi nhanh cái là nó chân. Dạ, không có đâu. Vì cái khả năng lúc đó em đi mà... Đi không xong nữa. Hôm em hên cái điều là sau bệnh viện này á, nó cho em gửi xe, nhưng mà thật ra sau lần gửi xe nó vô đây nó không cho gửi nữa. Thì từ bệnh viện đây á, em nghĩ phải 4-5 lần. Như vậy đi chút có thắng lại cái là phải bờ tường. Mà từ bờ tường qua đây á, phải chạy nó giật thắng. Bởi vì khi thắng á thì nó bị nhủi. Chúa nhủi. Mà đôi lúc ở nhà cũng có té mà gỡ được. Thì em lại tới đây là cũng xúc mà hơi hộp á. Nhưng mà hồi buổi tối chiều cho tối về thì em ru. Dạ, khi mà sau khi trị rồi á, nhưng mà em cũng nập ngừng, em bựa tấm tường nằm đi, nhưng mà sau lúc này đi vài bước em tự tin ra ngoài dẫn xe đi luôn. Ok. Thì em về tối em nghĩ, suy nghĩ một cái này sao nó nhiễm màu vậy ta. Như vậy là thầy ngoài cái kiến thức á, thầy ra thầy là một cái người phải có là một cái bàn tay như là phục dược sao đó. Chứ còn em không có nghĩ là nó em cũng từng bị bệnh là nhỏ đến thì không có nghĩ là có cái bệnh nào mà nó trị một cách nhanh chóng vậy. Em không nghĩ điều đó. Không vậy để tôi hỏi như đó đủ rồi. Bởi vì tôi muốn á là sau khi tôi chữa lần thứ hai nữa, trước khi tôi đi Hà Nội á, thì tôi muốn anh này chạy chứ không muốn đi nữa. Tại vì trước đó là nếu mà đi nhanh cái là nó giống như giật thắng, giật cái anh bật là chuối đầu ha, là chút xíu mình sẽ nhìn anh chạy cho nó hấp dẫn, đúng không? Ok. Đi về đi. Bây giờ bỏ đồng hồ, bỏ đồ ra cho nó gọn đi. Rồi, và mọi người nhìn á, cái cách chữa đó là cũng không có cái gì mà gọi là bí mật mà hay là gọi là gì đó kỳ bí hay là gì đó ha, mà cực kỳ đơn giản giống như những cái video clip khác. Do đó là tôi muốn nhắn nhủ đến mọi người cái đó là đến đây học cũng được mà ở nhà coi video clip cũng được ha, cũng có thể làm được hết ha. Thì cái điều quan trọng là học ở đây là cái gì, học ở đây là giống như em nói từ đầu á, là cái kiến thức để cho mình biết tự chăm sóc, tự phòng chữa bệnh cho mình. Bởi vậy ấy, là cứ động viên mọi người phải đến đây học, đến đây nghe tại sao phải chùm đá, tại sao mình phải nhịn ăn. Cái chuyện mà nhịn ăn buổi sáng ấy, ai cũng cứ là nghe nói thôi chứ không biết, nhưng mà đến đây sẽ giải thích lý do gì mình phải làm cái điều đó ha. Và khi mình làm được cái điều đó rồi ấy, là cái sức khỏe của mình tốt cực kỳ ha, tốt lắm. Rồi đi vào đây, bữa nay lẹ làng hết rồi ha. Đã ha. Ba triệu đấy. Ok. Rồi, nằm xuống. Cái này hợp giá mà. Cho nên đó là anh nói là học nó là đợt này về đó là ngoài cái chuyện in ấn ra còn là có thể chữa cho vợ rồi cho hàng xóm rồi được ha. Dạ, già tùm lum. À đấy đấy. Già già vú luôn. Đấy rồi ha. Chưa thì không dám. Đang từ từ. Từ từ. Phải học nữa. Chưa thì dám. Chưa thì cái sư phụ là. Rồi quay nó mấy này để tôi chỉnh cái lưng mày. Rồi, nó quay vào đây. Quay bằng cái đó. Rồi xích ra qua đây chút. Để chân nó đỏ vậy nè, đỏ vậy nè. Thấy không? Tại vì tất cả những cái nguyên nhân nó nằm ở ngay chỗ này thì phải chỉnh lại chỗ này. À, thì có gì đâu. Khi mà mình chữa, cái kinh nghiệm nó khác chỗ là cái ta, mọi người nhìn đây nè. Nó nổi cục u đây nè.
Thật ra khi mình bấm cái này ấy, là phải lấy cái tay chặn chỗ này để chim phải không? Để mình nắn cái chỗ này lại. Được chưa? Đây nè, anh Nhi nãy bắt kia nằm trên đây thì phải nắn ở đây, còn ở đây nắn ở đây, mình phải nắn cho đúng thì nó mới khỏi được, đúng không? Rồi, coi như nhìn làm thấy vậy quen rồi thấy dễ thôi. Đấy. Đưa lại đây. Đó. Ồ, rồi hay vậy nha. Rồi, đầu nằm bên kia đi, quay kia qua đây. Bây giờ mới đang chỉnh lại cái cuộc sống lại cho ngon lành. Rồi. Đấy. Rồi bây giờ về đi làm việc đồ đàng hoàng được rồi ha. À, bây giờ ở nhà làm nghề gì? Dạ em bán nước ngọt á, giấy khác á. Trên đường khác hả? Dạ bán giấy khác, trên đường khác thôi đó. Chi hai không đổ, nó mà quan. Trương Nghĩa Lan. Ở ngay trên cầu á. Đúng không? Dạ. Chỗ đó tối rằm luôn nha. Dạ. Còn mạnh. Thôi ráng đi, có sức khỏe. À, bây giờ ngon rồi. Ở nhà phụ nhà ra là về nhà chắc nhà vui lắm ha. Dạ. Bà xã là người tính thể đầu tiên đó. Mở mừng báo ngờ nè ha. Dạ. Cái khổ á là vừa rồi ở trên mạng đó là có một người đó là yêu cầu bị bệnh mà lên đây lại yêu cầu chữa, cũng nhận chữa, cứ đến học đi rồi đây hỗ trợ cho, nhưng mà dứt khoát không chịu, rồi bắt đầu chửi mình luôn hết, khó lòng, đấy khó lòng lắm, rồi chửi mắng thì mình luôn thì thôi kệ, vì bị chửi nhiều rồi, mà ngộ vậy người ta cứ bắt buộc là mình phải nhận chữa, nhưng tôi không nhận chữa, tôi hướng dẫn thôi, rồi mọi người mới thấy. Qua cái buổi học mấy ngày nay mọi người mới thấy là cái việc mà tôi chữa chỉ là cái phụ thôi, cái chính chính là mình học để mình có cái kiến thức, thấy không? Ok rồi bây giờ bước xuống đi. À, cái điều đầu tiên đó là bây giờ xoay cái tay lại cho nó ngon lành, đây tay lên đó, mạnh lên đó. Ok, tay ngon quá rồi, đưa tay lên, cái tay này còn chút xíu ha, không sao rồi. Ok rồi bây giờ đi bước bắt đầu á, làm tập á là đi nhanh cái, rồi đi nhanh đi, rồi nhanh lại đây đó nè, không còn nữa ha. Rồi đá lên nhanh lại đây, rồi liều mạng đi, chạy đi, chạy 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 vậy đó, con lên rồi. Ok thôi được rồi, giờ hắn chạy là con rồi. Không có là đi mà cũng không dám đi. Nhưng mà không hết chắc thắng là chắc té. Thắng là té liền, thấy không? Nhưng mà không té. Rồi, bây giờ nói về lại với mọi người rồi mình nghĩ. Vậy là sau khi mà tôi đại diện hết, cho tôi đại diện hết. Lúc học, đại diện lúc học. Thì thầy cũng sắp đi Hà Nội rồi. Thì chúc sức khỏe thầy, để thầy là những công việc của thầy đặng tụi em sau này thì em học hỏi nhiều hơn, rồi giúp cho nhiều người nữa. Dạ còn giúp cho nhiều người nữa, nhưng mà có một cái là ra ngoài nước ngoài á, tụi thầy cho tụi em một cái là kiêu hãnh một chút về người thầy của mình ra ngoài, vì cái điều đó là không thể nào mà giữ lại cái điều đó. Rồi dạ một lần nữa em cảm ơn thầy nhiều. Rồi dạ. Rồi cảm ơn. Rồi hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.